5 ngăn đựng riêng biệt như thế này vừa giúp phân loại thực phẩm dễ dàng hơn, vừa đảm bảo tính vệ sinh khi hạn chế tối đa mùi hôi và tránh việc lây nhiễm chéo vi khuẩn giữa thực phẩm các ngăn. Quan trọng hơn hết là diện tích của tủ cũng không quá to, cho nên là đặt thêm ở trong nhà cũng không có gì khó khăn. Đông đang ngày càng trở nên phổ biến hơn trong các hộ gia đình nhờ vào khả năng lưu trữ thực phẩm lâu dài. Nhưng mà không cần phải quá lớn đâu, nhỏ nhỏ thôi là được rồi. Chính vì thế cho nên là chiếc tủ đông như trong video ngày hôm nay Quỳnh mang đến cho mọi người có lẽ sẽ phù hợp cho nhu cầu sử dụng tại gia, bởi vì ngoài khả năng lưu trữ thực phẩm thì tủ còn có thêm nhiều tiện ích rất hữu ích khác, và có thể đây sẽ là một sản phẩm phù hợp cho gia đình của các bạn. Điểm khác biệt lớn nhất của một chiếc tủ đông đứng như thế này so với tủ đông nằm chính là cách bố trí các ngăn làm lạnh. Tủ sẽ có tổng cộng 5 ngăn được bố trí theo chiều dọc, mỗi ngăn sẽ có khay đựng riêng gần như tách biệt với các phần còn lại. Cá nhân Quỳnh thì Quỳnh vẫn thích những chiếc tủ đông dạng đứng như thế này hơn, bởi vì dễ phân loại thực phẩm hơn, việc sắp xếp đồ vào bên trong cũng thuận tiện và cũng dễ lấy ra hơn so với những chiếc tủ đông dạng nằm do không có phải xếp chồng thực phẩm lên nhau. Bên cạnh đó, với 5 ngăn riêng biệt như thế này cũng sẽ giúp hạn chế tối đa mùi hôi và hạn chế việc lây nhiễm chéo vi khuẩn giữa thực phẩm giữa các ngăn. Chi tiết hơn về các khay được thiết kế khá kín đáo nên tạo cho mình cảm giác tin tưởng khi để kết hợp nhiều loại thực phẩm vào bên trong tủ đông. Khay có cơ chế trượt nhưng do không có bánh xe nên khi để đầy ngăn thì lực kéo sẽ hơi nặng một chút. Đổi lại, độ lạnh của các khay khá đồng đều. Đa phần các khay đều có dàn lạnh ở mặt trên, mặt sau và mặt dưới nên thực phẩm ở bất kỳ vị trí nào bên trong cũng được làm lạnh khá tốt. Trong trải nghiệm thực tế, mình có đo thử khi để độ lạnh tối đa có thể đạt được là âm 27 độ C với điều kiện các khay đều chứa thực phẩm ít nhất một nửa. Tủ làm đông khá sâu nên vi khuẩn khó có thể phát triển được và làm giảm quá trình oxy hóa tối đa, bởi vậy nên là chúng ta có thể trữ được thịt tươi lên tới vài tháng tùy thuộc vào độ tươi ban đầu. Đây cũng là một ưu điểm của tủ đông so với tủ lạnh, bởi vì thật sự cho dù tủ lạnh có cao cấp đến mấy thì phần ngăn đông cũng khó có thể đạt được độ lạnh như vậy. Còn ở mức độ hoạt động trung bình thì nhiệt độ trung bình luôn giữ ở mức cao nhất là âm 20 độ. Đây cũng là một nhiệt độ rất lý tưởng để trữ đông bảo quản thực phẩm rồi. Có điều này các bạn cần lưu ý là để điều chỉnh đúng vặn thì các bạn cần sử dụng vật dụng giống như tua vít đầu bảng. Điểm cộng là máy vận hành khá êm ái, thân máy dường như không có rung động nào đáng kể. Tiếng động cơ thì vẫn có đó, nhưng mà dừng lại ở mức rất dễ chịu. Với độ ồn thấp như vậy thì chúng ta có thể đa dạng đặt tủ ở nhiều vị trí khác nhau. Ví dụ như là bên cạnh đặt ở trong phòng bếp thì chúng ta có thể đặt ở trong phòng ngủ. Đặc biệt là đối với những nhà nào có trẻ sơ sinh, tủ đông chính là phương tiện để trữ sữa mẹ tốt nhất, có thể trữ được từ 3 đến 6 tháng. Việc đặt luôn một chiếc tủ đông ở trong phòng ngủ như vậy thì sẽ tiện hơn cho việc cất giữ và lấy sữa ra để sử dụng mà không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cả nhà. Chưa kể lượng điện năng tiêu thụ của máy không quá nhiều. Với lượng thực phẩm mỗi ngăn ít nhất một nửa thì sau 2-4 giờ sử dụng ở mức nhiệt độ bình thường thì máy chỉ tốn hơn 1 ký điện. Cả tháng tha hồ trữ đồ mà tiền điện không quá 120.000 đồng với giá điện ở mức cao nhất là 3.500 đồng 1 kWh. So với một chiếc tủ đông hơn 200 lít thì đây là một con số khá tốt. Cũng một phần chiếc máy này sử dụng ga R600A giúp tăng hiệu suất làm mát, từ đó giảm lượng điện năng tiêu thụ. Máy nén nhờ vậy mà hoạt động cũng êm ái hơn. Xong hết phần trải nghiệm tủ rồi, bây giờ thì mình sẽ đến với một phần tuy không quá quan trọng nhưng cũng ảnh hưởng ít nhiều đến việc sử dụng tủ, chính là thiết kế. Về phần này thì Quỳnh đánh giá luôn là tủ đạt được hai tiêu chí là thẩm mỹ và công năng sử dụng. Ngoại hình tủ khá đẹp với tông màu xám là chủ đạo, màu này sẽ giảm thiểu bị ố vàng sau một thời gian sử dụng. Ngoài ra, việc đặt tủ trong các không gian như bếp ăn, kế bên tủ lạnh để mở rộng không gian trữ đông cho tủ lạnh, hoặc như lúc nãy mình có chia sẻ là để luôn trong những căn phòng khác cũng không sợ bị ảnh hưởng quá nhiều không gian. Còn về công năng sử dụng thì một chiếc tủ đông dạng đứng như thế này sẽ rất tiết kiệm không gian. Mặc dù tủ có dung tích hơn 200 lít nhưng mà chiếm cực ít diện tích. Bên cạnh đó, với thiết kế dạng đứng như thế này thì cũng sẽ giúp cho mọi người dễ làm quen và dễ sử dụng hơn, bởi vì đây cũng đã là kiểu thiết kế quen thuộc ở những chiếc tủ lạnh. Cửa tủ này hít khá sâu nha, nên là cần một lực mạnh một chút xíu để mở tủ. Nhưng mà được một cái là cửa tủ này có thể tháo rời để đổi bên. Ban đầu sử dụng mình nghĩ cái tiện ích này thì có gì đặc biệt, cho đến khi mình buộc phải để tủ sát góc bên phải. Trong khi tủ cũng mở sang hướng bên phải, mở được một góc có 90 độ thôi nên khá khó kéo các khay ra cũng như bị vướng víu khá nhiều. Lúc này chỉ cần mở tủ ra và đổi bên thôi, tưởng không hữu dụng chứ đến lúc cần là giải quyết được rất nhiều vấn đề. Ngoài ra, để sử dụng tủ đông một cách hiệu quả nhất thì bây giờ Quỳnh sẽ chia sẻ cho các bạn cách để lưu trữ thực phẩm nhé. Đầu tiên thì chúng ta nên sơ chế thực phẩm trước, bước này sẽ giúp loại bỏ vi khuẩn cũng như định hình kích thước của thực phẩm để thuận tiện hơn.
Bước thứ hai là chúng ta nên để thực phẩm ở trong các hộp đựng hoặc là ở trong màng bọc thực phẩm. Bước này thì sẽ giúp thực phẩm hạn chế mất nước, chống oxy hóa và hạn chế tối đa việc lẫn mùi qua lại. Và cuối cùng là sắp xếp và thực phẩm vào các khay một cách hợp lý, vừa để tiết kiệm không gian và vừa dễ lấy ra khi dùng. Vậy với những gì đang có thì chiếc tủ đông đứng Alaska này có thể dành cho ai? Tủ có thiết kế dạng đứng nhỏ gọn, không chiếm quá nhiều diện tích nhưng mà lại có dung tích lên tới hơn 200 lít thì sẽ giúp cho tủ có thể lưu trữ được thực phẩm một cách rất thoải mái và hoàn toàn có thể thay thế ngăn đông của tủ lạnh hiện có. Bên cạnh đó, tủ có thiết kế 5 ngăn riêng biệt nên giúp cho việc sắp xếp thực phẩm ở trong tủ không chỉ dễ dàng hơn mà còn hạn chế được mùi xen lẫn vào với nhau. Bởi vậy nên là chúng ta có thể sử dụng tủ để lưu trữ và bảo quản đa dạng các loại thực phẩm, từ các loại thịt tươi cho tới các đồ ăn chế biến sẵn. Đặc biệt là tủ có thể giữ được sữa mẹ từ 3 đến 6 tháng, nên nếu như nhà các bạn có trẻ nhỏ thì cũng có thể sử dụng chiếc tủ đông này. Và nếu như các bạn đang quan tâm tới một chiếc tủ đông dạng đứng như thế này thì có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết và giá bán tại website của Điện Máy Xanh nhé. Đừng quên nhấn subscribe kênh YouTube Điện Máy Xanh để theo dõi được nhiều video đánh giá sản phẩm chất lượng hơn trong thời gian tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!